sự là thiêng liêng. Ngay cái giây phút này đây, đây là một cái giây phút rất là thiêng liêng đối với Trấn Thành. Tại vì mình chỉ thấy được nhiều cái khoảnh khắc là hai thế hệ giao lưu với nhau cùng một tác phẩm lớn trong điện ảnh ở rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn như những kiệt tác như là Tây Du Ký hay là những cái kiệt tác lớn Thủy Hử này nọ. Còn bây giờ ngày hôm nay đứng ở đây tại Việt Nam, chúng ta lần đầu tiên có được một cái sự kiện quan trọng như thế này. Chúng ta vẫn thấy được gương mặt của hai thế hệ nối tiếp nhau trong cùng một tác phẩm lớn, đó là tác phẩm Đất Rừng Phương Nam. Và không biết nói gì hơn, xin cho phép Trấn Thành được đại diện cho thế hệ đi sau, gửi những lời tri ân sâu sắc nhất đến các tiền bối, những người đã cho ra đời một cái bộ phim có thể nói là ký ức của tất cả mọi người ở đây, để ngay từ những phút giây đó nó dấy lên trong tất cả những anh em làm diễn viên của thời nay cái niềm hy vọng, cái niềm khát khao, đam mê để được làm nghề, để ngày hôm nay được khoe với lại các tiền bối của mình là sâu hơn một phần tư, sâu hơn một phần tư thế kỷ, hai mươi mấy năm chúng ta lại gặp lại nhau trong cùng một tác phẩm, và tất cả đều hướng về nghệ thuật để gửi đến khán giả những thước phim hay nhất. Xin một lần nữa cảm ơn và tri ân tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Dạ, bộ tay to hơn cho anh Nguyễn Quang Dũng và Trấn Thành với những chia sẻ rất cảm xúc, rất tâm huyết. Cảm ơn Thành. Anh hy vọng là hôm nay là mọi người xem sẽ thật sự hạnh phúc và hài lòng với tác phẩm của người anh của em, đó là Nguyễn Quang Dũng đã rất là cực khổ ngày đêm ra ngoài miền Tây dầm mưa dậy nắng để hiểu được cảm giác của mấy anh chị cô chú ngày xưa khi đóng phim là phải cực như thế nào. Nói chung là ngày hôm nay hy vọng là mọi người sẽ thật hạnh phúc khi xem lại những thước phim ảnh hay là truyền hình, thì tất cả chúng ta đều hướng đến nghệ thuật để kể những câu chuyện nhân văn. Và ngay bây giờ, một tràng pháo tay để câu chuyện Đất Rừng Phương Nam bản điện ảnh sẽ được chính thức công chiếu đầu tiên với tất cả quý vị trong chương trình. Xin mời. Sầu lòng dương, mênh mông đường cao. Cảm xúc lúc này, và sẽ có rất nhiều những cảm xúc của những người đã làm nên bộ phim phiên bản truyền hình, và cả những người đã nhận được những tràng pháo tay khi làm phiên bản điện ảnh như thế này. Tôi nghĩ họ đang có rất nhiều cảm xúc giờ phút này. Hãy làm cho cảm xúc của họ thăng hoa hơn bằng một tràng pháo tay to nữa được không ạ? Trước khi chúng ta gặp gỡ họ trên sân khấu, thưa quý vị, chúng tôi biết, quý vị biết rằng là giờ phút này sẽ có một khoảnh khắc nơi mà chúng tôi sẽ trò chuyện với tất cả các diễn viên trong Đất Phương. Thầy nói chút xíu nè, có micro không? Yeah. Dạ, bên đây có nhà sản xuất nha các bạn ạ. Micro cho Thành nè, micro cho Thành giúp ạ. Vui lòng mình lui lại. Và ý nó là muốn chia sẻ, tại vì xem xong phim thầy cũng có muốn được chia sẻ, tới nãy giờ chưa có cơ hội nên con mời thầy ạ. Alo, tôi xin nói nhanh là hồi nãy thì em Quang Dũng có nói tới tất cả hình hồn này là trường đại học nghệ thuật sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây đã đào tạo được, phải nói rằng một trong những người mà đó là Quang Dũng của cái này chúng ta coi. Nhưng chúng ta phải thấy rằng là ở đây đó là một cái thế hệ mà trước mắt của chúng tôi là có rất nhiều các em đạo diễn đã thành nghề, và cũng như là Quang Dũng bây giờ như Lê Hùng Phương, Phương Điền, Nhâm Minh Hiền. Ê, rồi nhiều quá rồi, bây giờ tôi không còn nhớ nữa. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại là thật là tuyệt vời. Và ở đây nó đúng là một cái nơi mà tôi đứng về góc độ nhà giáo, tôi ghi hai cái tâm thế như bị ngắn gọn quá. Tôi chỉ muốn nói thật là đứng về phương diện nhà giáo, về phía chúng tôi rất sung sướng và tự hào dù là đã về hưu. Nhưng ở đây đã có những, đúng là một câu, vì có ông thầy đó là nghệ sĩ ưu tú Công Minh cũng đã tham gia vào đây, rồi cũng là thầy và đồng nghiệp của chúng tôi, cùng với là tất cả các em đạo diễn và những em như Lê Hóa vân vân và vân vân đã trưởng thành trong rất nhiều, và đây đã có sự đóng góp. Đúng là người ta nói rằng là khe già măng mọc. Và xin chúc tất cả các em đạo diễn và các diễn viên nào đã học ở trường đại học sân khấu cũng như là trường nghệ thuật sân khấu, cao đẳng sân khấu trước đây
là sẽ phát huy và chúng ta sẽ chúc mừng có rất nhiều cái bộ phim điện ảnh như là phim của ngày hôm nay mà chúng ta đã coi. Rất xin cảm ơn và chúc các em hoàn toàn thành công. Những em nào thầy không nhắc tên được hãy thứ lỗi và luôn luôn trong trái tim của thầy cô ở trường sân khấu. Xin đến. Cảm ơn bạn. Xin được cảm ơn. Cảm ơn thầy bạn nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Dạ rồi bây giờ thì quý vị cần chờ cho chúng tôi cái không gian ở giữa hả? Xin được mời các nghệ sĩ sẽ cùng nán lại để chúng ta sắp đến hôm nay. Nơi đằng sau đứng. Dạ. Xin mời các diễn viên trẻ. Rồi diễn viên trẻ đằng sau đứng ạ. À. Xin mời mọi người sẽ cùng tiến vào trong. Dạ. Mình Tuấn rất là xin lỗi khi mà không có đủ chỗ cho lúc nãy có nhiều nghệ sĩ hơn số hơn dưới ạ. Mà bây giờ mình sẽ đủ chỗ để có một tác phẩm rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Dạ đây. Người ơi, chị em xin tập ở đây nha. Có rõ mặt ông Dũng ơi. Dạ rồi, nhìn cái máy trung tâm giúp em rồi. Ai nhìn nó giơ tay lên ạ. Dạ. Xin cảm ơn những tình cảm của tất cả quý vị. Lùi lại xíu nữa chị ơi. Để cho bản cũ chụp. Chị Phượng ơi. Nói là được điều đó rất lớn. Cảm ơn anh. Bố ơi, bố cười ạ. Cười cười. Lấy cái máy che mặt cái tình yêu của tôi nè. Lấy che lắp xuống. Lấy máy lắp xuống. Đúng rồi. Đặt phe răng đây mới làm răng đúng không? Hồi nãy quen tôi mới làm ra. Làm mấy cái làm cái một. Ok em ơi, bây giờ đẩy nắp ngang lên nha. Cảm ơn mọi người. Chịu quá không?
mất ăn mất ngủ. Cảm ơn các bạn. Dạ. Bên đây có ai cũng xúc động vui. Không, có nhiều cái làm cực quá thì các làm xúc động em có nhiều stress luôn đó chứ. Mình dựng phim mà mình dựng qua dựng lại mình stress luôn. Cảm ơn mọi người, thank you.